Xin chào quý khách hàng, hôm nay cái sắp phát tài xin gửi đến quý khách hàng mà mẫu két sắt mà KS 35M thì với kích thước là sản phẩm là cao 20, rộng là 35 và sâu là 37 cm, được lắp khóa từ pin ngoài. Đây pin ngoài đây, khi hết pin thì chúng ta rất là dễ dàng thay thế khi sử dụng. Và hôm nay cũng xin giới thiệu một cách sử dụng của mẫu này luôn. Thì cách sử dụng thì chúng ta ấn cách mở là start, mật khẩu và start tiếp theo. Khi open ra thì chúng ta vặn, lúng vặn theo chiều kim đồng hồ để mở két sắt ra. Bên trong lòng két thì rất là rộng để thoải mái các loại giấy tờ A4 và các hành lý nhỏ của khách hàng. Và cũng được thiết kế các lỗ ở phía sau đáy và ở dưới mặt đáy của két sắt để bắt vít vào tường và tủ cố định sản phẩm. Cách đổi mã thì ở sau cánh cửa thì có một cái nút bấm như thế này, để chúng ta chỉ cần bấm vào đó, chúng ta quay mặt ra mặt điện tử rồi chúng ta nhập mật khẩu mới vào luôn, kết thúc bằng phím thang, nhắc lại mật khẩu mới một lần nữa, kết thúc bằng phím thang. Khi nào màn hình hiện chữ đôn là chúng ta đã đổi mã thành công. Trong trường hợp mà chúng ta quên mã hoặc là dành cho khách sạn mà chúng ta cho thuê ấy, này, căn hộ cho thuê mà khách hàng đi mà không bỏ lại mã thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chìa khóa giải cứu để trong trường hợp mà khẩn cấp thì chúng ta sẽ mở phần này ra rồi chúng ta tháo hai quả pin trong cùng ra. Ở sau hai quả pin này sẽ có một cái chìa khóa giải cứu thì chúng ta cắm vào và vặn ngược lại kim đồng hồ, cùng với đó kết hợp với lúng vặn vặn theo chiều kim đồng hồ chúng ta mở ra sẽ không cần đến mật mã. Khi mà chúng ta cần đổi thì chúng ta đổi trong này luôn đấy. Sản phẩm này thì rất là tối ưu khi mà màn hình tối ưu cho khách hàng sử dụng. Khi mà chúng ta không sử dụng, màn hình sẽ tối như thế này thì chúng ta sẽ tiết kiệm pin rất là nhiều so với những sản phẩm cũ trước đây, là nó sẽ hiện ngày giờ hàng ngày tháng năm ở đây đấy, nên là nó lúc nào nó cũng chạy nên là nó sẽ rất là tốn pin. Nhưng mà với bản thân sản phẩm này thì chúng ta đã cắt được cái phần đó đi rồi, nên là chúng ta sẽ rất là tiết kiệm pin, thời gian sử dụng pin từ 10 đến 12 tháng mới thay pin một lần. Trên đây là mẫu két sắt khách sạn KS35M với hai màu đen và trắng. Thì quý khách hàng có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ qua website ketsatphattai.vn hoặc hotline 0824096888. Với những khách hàng mà khách sạn dự án mua số lượng lớn thì chúng tôi có chương trình chiết khấu rất là lớn, nên là quý khách hàng yên tâm về mua số lượng của bên két sắt Phát Tài. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.